tiểu thư thích nghe nhạc R&B. Khi xem mình và thỉnh thoảng xem các parody, thì bỏ hơi bất an nước mắt chỉ qua làn mi. Xong đeo headphone và nghe Chris Brown để cho mình không bị suy. Tiểu thư này sưu tầm trong tủ chụp đôi Jays, không nên chắc khoảng 5-6 đôi Dust 3 là áo jersey đồ oversize thì ok, nhưng mà kêu mất thử cái váy thì tìm lại không ra. Em thích có nhiều người để quan tâm và có nhiều bạn ở quanh. Em nhớ hết sinh nhật hậu rồi chờ ngày tăng quà thật nhanh. Mini sweatshirt trong tủ em thì toàn màu xanh, mặc nó lên đi với anh như thiên đàng không cánh. Tiểu thư được chiều nên đi lượn đường khá là máu, hơi ham chơi nhưng tâm trạng cái thì nói chuyện khá là sâu. Lấy JBL Spotify mà nhạc to như ra playlist của em, bài nào hay thì anh cũng có. Em bắt đầu chơi mồm cười kiểu ngại ngại, và nếu em thích bài này thì mình có thể bật lại lại, và anh sẽ làm tất cả những gì để em thấy thoải mái, và có thể nhảy cùng anh nó chỉ cần theo như phải trái. Baby you can bounce to the left, bounce to the right, and if you have a crush on me tell me tonight. Thành phố đổ mưa ngập cùng nhau đây là vibe. Starbucks và matcha anh vừa order cho cả hai. Oh yeah. Xin chào tất cả các khán giả và quý vị đã đến với chương trình Hôm nay bạn ăn gì? Và trong các món ăn bổ dưỡng ngày hôm nay thì của chúng ta không thể nào, đây không thể nào là giọng con gái Hà Nội được đúng không? Xin chào tất cả các khán giả và quý vị đã đến với chương trình Hôm nay bạn ăn gì? Yay! Và trong các món ăn bổ dưỡng ngày hôm nay thì của chúng ta sẽ bao gồm dầu tằm, dầu tằm. Ô để ghét dầu tằm. Đâu mà để hiệu ứng ghét. Cái đấy là gọi, người ta gọi để ghét. Sequence gate. Với 2 giây cho đi. Thường thường ấy làm nhạc trance. Tôi làm nhạc trance, tôi mong là tôi hay sử dụng cái hiệu ứng này nhất, tại vì nó kéo. Em là ai mà tại sao người ta bảo em nhìn căng 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 căng. Ai? Bạn anh còn kêu là em nhìn căng căng. Yeah, yeah. Ra đây chứng minh anh xem. Quá trẻ để gọi anh là bố, nhưng quá già để em có thể gọi anh là anh. Anh quá đỉnh để tự đi vào phố. Cái gì cơ mẹ chuyển ghê đấy. Tên là quay party nguyên cả đêm đến mức anh bị xì nhược. Thuốc sau giờ ăn trên bàn như là y dược. Ây 1/10 đấy là định của bằng lái. Khi em lại cái cổ được trên không. Vỗ tay vỗ vai rồi vỗ mông. Nhún phát là lửa tòe ra như khí công. Let's go đang tiến đi mổ mắt. Thì mắt anh hết cận sau khi nhìn em lại. các bạn hiểu lý do vì sao mà tôi thích Low G chưa? Hiểu sao mà tôi thích Low G, anh fan với Nam Cocaine chưa? Ngay cả cái phong cách viết nhạc của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi ba người, ý là viết nhạc rap Việt ấy. Chứ còn rap tiếng Anh thì tôi không nói làm gì, nhưng mà rap Việt là tôi bị ảnh hưởng bởi Low G, Nam Cocaine với lại anh fan nhất. Yeah, gọi anh là Long hoặc gọi anh là bếp trưởng. Bếp hôm nay bị ngập bởi đống bánh kem, cần phải làm một tí chem cho nó vào cái lò nướng. Căng, 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 căng. Hồi bạn anh còn kêu là em nhìn. Căng, 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 căng. Giờ đây đừng cho anh xem. Vô đưa đen đấy khi chị nói. Chị chỉ cất giọng lên một tí họ đã quỳ gối. Chị là mấy thi thơ một họ ấy đang bị đói. Chị ngồi không smart lại anh tự tìm tới chị. Chị xin lỗi em đã rất cố để mà xỉn xói. Trao giải nhất cuộc thi rảnh rỗi. Xin em hãy tiếp tục tạo thêm mấy nick luôn. Truyền tin xem nhà muốn trust me bro. Give me all your love, give me all your time. Give me all your energy cause you're my biggest fan. Spend all your life obsessed with mine. Cause I'm the baddest motherfucker and I always shine. Okay, okay, she flexible lắm. Như nào chị cũng chưa sẽ chịu được một tấm. Theo giờ tiền tiêu diện định chị chẳng hề hấn. Muốn được như chị số 1 chị cho cắm. When I pull up to the club, baby t-shirt, mini skirt. Everybody having a hell of a fun. Do what the fuck that we want. Chẳng ai quan tâm. Okay, chị đến đây, fuck this shit up. Everything I do it just for the block. Nếu mà không đi chị thì nhất định chị phải đóng máy áp. Nếu mà bước xuống đi thì cứ nhìn chị. Thành cái mặt khác. Cứ share, cứ comment, cứ nêu quan điểm nhá. Gì chị cũng nhận, mình sẽ funny off. Yêu chị, I get chị, it's all the same. The energy is my girl. Hold on, hold on, hold on, hold on. Hình như nó để adlib đi. Hình như nó có một cái adlib lên rain ở đây. Đây, 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 đây. Cái adlib lên rain, rain rỉ ở ngay. Ở ngay 2 phút 14. Má, mình làm nhạc dâm vãi cứt. When I pull up to the club, mắt đeo kính râm màu nhà găm. Có một bạn nữ đang lắm mặc quần dâu tằm. Cái người đứng cạnh thì đang rap, rap. Dâu tằm, mặc đồ dâu tằm. Vừa 2 giây cho đi em là ai mà tại sao người ta bảo em gì? I mean I actually
kịp ạ. Nói chung là cũng bóp bình đấy. Nhưng mà không bằng bài Hopping the Show. Không gắt bằng bài Hopping the Show. Nhưng mà cái đoạn đầu ấy, lúc mà Low G vào ấy, cái này như là phải có producer riêng nha các bạn, chứ không có cái, không có cái beat nào tự dưng vậy đâu. Sâu tầm, mặc đồ sâu tầm, vậy ở 2 giây cho đi em là ai mà tại sao người ta bảo em nhìn căng 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 căng. Hồi bạn anh còn kêu là em nhìn căng 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 căng. Cái đoạn này hay nhất, đoạn này là đoạn hay nhất trong bài. Vô bắt khúc gắt thật. Đấy, bài này cái điểm đấy nổi bật. Please, it's not drill. It ain't drill. It is not drill. Yeah, yeah, yeah. Shorty chỉ muốn được đồ hai em. Em bỏ được sale thì chả ai thèm. Ta tát thì nhanh hơn cả máy chém. Mà Shorty cao hơn cả Iceland. Người Shorty nóng hơn cả Thailand. Người Shorty nóng hơn cả yeah. Yeah. Hả? Người em mày nóng khi em đọc chơi whisky về cái game trên bể bơi. Gọi mày dai sang chơi. Thêm mềm cơ sang sơi. Ở đồ ba mới bắt từ Portugal tới hết và đợi hai tuần mới sông hơi. Mấy cái đứa designer sẽ người bị cho đi rụp rụp là em ơi. Chị vừa mua nhà mới nên chị muốn nó có cái ly. Đến từ Ý và TV Benjamin. Bạn bên Thụy Sĩ và gương soi mua ở Paris. Voi khóa Hàn Quốc chế nước muối đến từ Bali. Bếp của Xiaomi nhưng made in ở Hoa Kỳ. Váy thiết kế đã bên New York cho đi mặc một lần chỉ để ngồi cà phê. 247 style của em quá trái đến mỗi người đều tiếng còn hồi đồ để thuê. Mình sẽ match ở tiên sân đẹp em mới biến lâu chi thành thằng nhà quê. Chắc có gì để chê, chắc có gì để chê. Đừng có shot đi chị, nếu mà em chưa cho chị xem số dư tài khoản. Chị ngửi thấy mùi đi dây hay xe blep vì chị có khả năng ngoại cảm. Biến cả lâu chi thành thằng nhà quê. Chẳng bị quá như thế, chẳng có cách nào khác. Chị bỏ công nhận chị nên đổi tên thành Ngân. Ngân tên sao mà tháng mỗi lâu chi tiêu cả năm. Ngân chơi đội mới vừa đổi sẽ ai chả sẵn. Thôi mày bay trực thăng vì Ngân có khả năng. Thôi chụp anh vệ sĩ cho con đi mua vào sáng. Ngân tăng GDP nước nhà lên 5%. Ngân có ATM nào cũng như nhà Ngân. Bất động sản Ngân sở hữu vài căn. Rất đơn giản cũng không quá là căng ấy. Thật đấy, đối với chị thì cái gì nó cũng bình thường. Mọi thương hiệu tất cả các rapper nhắc đến. Ngân mua được hết mọi thứ ai cảm ơn cho chắc. Chẳng đắt nhỉ. Christian Dior, Dior. Ngân mua xỉ Ngân quý anh Ngân đem tặng chất. Không có từ nào khác để tặng Ngân. Ngân ơi. Từ đỉnh cao mẹ, cái bài này không từ nghe mình đọc lyric thì mình vẫn hiểu, nhưng mà cái nội dung chính của cái bài này nó là cái gì nhỉ? Chẳng có gì để chê, có cái ly. Đến từ Ý và TV Benjamin. Mày bạn bên Thụy Sĩ và gương soi một tên thèm. Ai ngân điện tỉ cái đỉnh cao mẹ. Trên lập mũi đến từ Bali. Của Bách và Xiaomi. Made in the Hoa Kỳ. Và thiết kế ở New York. Mà mua lên một cà phê. Sao của chị qua trái. Hỏi đồ để thuê. Ai ngân điện tỉ cái đỉnh mẹ là con beat dễ đó nhở. Sao con à thì bây giờ beat nó phải dễ thì nó mới tôn lên vocal của rapper chứ. ok vậy nói chung là chúng ta đã hết album, rồi. Ok anh em ơi, đây là link Nemo rồi. Lên Nemo đi các bạn. Chúng ta sẽ coi hài. Địt mẹ, bây giờ các bạn bảo cái này coi như cứt thì tôi cũng phải ghé qua để coi cứt mùi nó như thế nào. Đúng không? Ỉa thì cũng có ỉa thẳng, ỉa chảy. Thế nhá, quẩy lên.